Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel. Và đây là những trò chơi nhạt nhẽo của Team Game. Ngày hôm nay thì bọn mình sẽ quay trở lại với một trò chơi cũng khá là quen thuộc và đáng sợ. Đó là trò chọc bóng. Và luật chơi sẽ là: những người chơi sẽ xếp thành hàng dọc và lần lượt trả lời những câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra. Nếu trả lời sai, người chơi sẽ phải tung xúc xắc và dùng que chọc bóng với số lần tương ứng với số xúc xắc tung được. Vòng chơi chỉ kết thúc khi bóng nổ và người làm nổ bóng sẽ phải chịu hình phạt từ ban tổ chức. Ôi, thương lại bị cung. Khi là các giới tiêu dùng dàn, không chèm để thể sân thì em phải nhít nước trong quần chảy ra. Ok. Hai. Ui. Ui. Rồi rồi, cậu sẽ chịu trách nhiệm với những gì cậu làm. Ba mươi cục nữ. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây và đi hỏi trẻ về hỏi già. Đúng không? Đi hỏi già về hỏi trẻ. Một. Thế là cùng cái lúc này rồi ạ. Easy. Ba loài động vật bắt đầu bằng chữ C. Chó, chim, cá. Ôi trời ơi. Ba loài thực vật có chữ N thấp. Nấm, nấm, nấm. Nấm gì nữa? Nấm, thực vật. Thôi được rồi. Úi. Ê mọi người, số tôm nước xui ấy. Một. Ôi 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 chị ơi, nhưng mà nó cứ bị đẩy lại. Cứ phải cắm tiếp đi em. Thế thôi được rồi, em mấy cái khác nhá. Lúc mẹ 2 rồi, em mấy bên này 3 rồi. 3, 4, 5. Ba tên tỉnh thành phố nào chứ? An Giang, Kiên Giang, Hà Giang. Ba loài hoa có màu vàng. Hoa hướng dương, hoa cúc, hoa hồng vàng. Cứ tưởng bạn mình mù màu. Hoạt động ngày Tết. Lì xì, chúc Tết, ăn bánh chưng, quấn nem, xem bắn pháo hoa. Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ. Ê mọi người đặt chỗ ấy. Tại sao cậu đây nào đến coi em thì đã không khó này. À bánh chưng, bánh bánh. Tí. Bánh chưng. Bánh chưng nem. Thịt. Quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, ăn không nói có. Đấy là tục ngữ đúng không nhỉ? Rồi. Một. Hai. Hai. Ba. Bốn. Năm. Ôi. Ôi. MC Kay, The Link, Yudaki. Ai à. Cẳng cẳng. Bơi, trèo thuyền, lặn. Trời. Ba loài vật có chữ M. Bướm. Mò. Mò. Bướm mò. Ba ba. Nhảy dây. Ô ăn quan kéo co. Cơm. Cơm rang, cơm rang, cơm rang. Bánh gà tô, kem vị chanh. Kem vị chanh có đâu mua vào. Kem vị chanh có đâu. Chanh ra nhẹ quá. Chanh này là chanh lemon, không phải chanh lam. Ba người ở S Channel trên 27 tuổi.
Anh Huy, chị Yến, anh Thắng. Ba vị vua. Ui. Vua Bảo Đại. Vua Quang Trung. Vua Tao. Nam à, ui rồi ôi. Một. Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh. Chào các bạn, mình là Mai Hoa sao chổi. Đấy là trò chơi của chúng mình ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn theo dõi đến đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Team Game. Bye bye.